đẹp thì đây là con sơ mi đáng để em tậu luôn nha. Đây con sơ mi từ La Đốt, chất liệu là cát tê lụa mềm mịn, mặc nó đã thôi rồi luôn. Độ thấm hút mồ hôi cũng rất tốt, không chỉ có hai màu cơ bản đen với trắng đâu mà con này có tận 7 màu lận. Ngoài màu đen thì tôi khuyến khích anh em tậu ba màu này là màu be, màu xám lông chuột với màu xanh này đây. Ông nào mà da trắng mặc lên phải nói nó nuột thôi rồi luôn. Anh em nào thích mặc phong phanh như tôi cũng được, còn thích mặc kiểu lịch sự thanh lịch thì có thể tham khảo idol Đức Thuận này. Rổ giá như này thì phải nói là học sinh luôn rồi chứ không phải sinh viên nữa. Tôi 1m68 60 cân mặc size L vừa đẹp luôn. Link thì tôi có để ở góc cho em tham khảo đấy. Thế nha.